Cho anh hỏi là ngày xưa em có học nhạc gì không hay là tự học? Dạ em chỉ vô đây em làm rồi em tự học thôi ạ. Tự học hả? Dạ đúng rồi, được mà cũng được là thầy bên đơn sao biển hả? Chỉ em rồi xong em biết được nốt của nó là em bắt đầu em tìm nốt em tập ạ. Là tự học luôn? Dạ. Cũng như ông thầy bên đơn sao biển là hướng dẫn với em kia cơ bản, dạ, nền tảng để em phát triển. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, anh chúc em là trong tương lai sẽ phát triển sự nghiệp hơn nữa nha em. Dạ em cảm ơn ạ. Vâng, xin chào quý khán giả đã đến với kênh Phim Vlog. Hiện tại thì Phạm Vinh đang đứng tại cái nhà trưng bày. Khi đi lên núi Nhạn thì du khách sẽ ghé chân lại đây thấy thôi. Và bây giờ video này thì Phạm Vinh muốn gửi đến cái nét đặc sắc văn hóa ở Phú Yên mình. Đó chính là cái đàn đá. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi video xem phía bên trong cô gái nào thể hiện cái tác phẩm đàn đá nha cả nhà. Rồi phía xa xa kia quý khán giả đang thấy chính là một nhân vật đặc biệt. Bây giờ Phú Yên Vlog sẽ làm quen với em trước khi em thể hiện cái tài năng của mình. Xin chào em ạ. Em chào anh. Em tên gì, em giới thiệu khán giả năm nay bao nhiêu tuổi, ở đâu? Em là Bùi Thị Thanh Tuyền, em 2K5 ạ. Em ở Tuy An ạ. 2K5 đối với những bạn trẻ thì biết, nhưng mà đối với những người lớn tuổi chắc họ sẽ không biết. Dạ. Em nói chính xác là bao nhiêu tuổi? Dạ, em 18 tuổi ạ. 18 tuổi luôn các bạn. Bây giờ em gái sẽ đến với chúng ta ca khúc mang đậm chất Phú Yên. Dạ. Có những bài nào Phú Yên em giới thiệu em sẽ thể hiện dạ. trên video này ạ. Em đánh La 2 tháng 4 ạ. La 2 tháng 4. Dạ, Hô Hoàng trên cỏ xanh ạ. Rồi bây giờ em Tuyền sẽ đến với khán giả ca khúc đàn đá La 2 tháng 4 được thể hiện bằng nhạc cụ đàn đá Phú Yên đi cả nhà. Quá là độc đáo ha. Hồi giờ nhắc tới đàn đá thì chắc Phú Yên thì không ai xa lạ, nhưng mà các tỉnh khác ngồi nước thì chắc sẽ thấy hơi lạ đấy. Bây giờ em Tuyền sẽ thể hiện ca khúc đi ạ. Em sẽ đánh bài La 2 tháng 4 nha. Ok. Wow, một ca khúc La 2 tháng 4 ở Phú Yên rất là hay. Lúc mà Tuyền thể hiện bài hát anh thấy nó có nhiều sức sống ha. Dạ. Đúng là cái đam mê nó thôi thúc em đúng không? Dạ. Anh nhìn thấy cái nguồn năng lượng nó phát ra từ em. Giả sử bây giờ du khách đến rất là đông là em có thể tự tin thể hiện ok không? Dạ ok ạ. Bây giờ gửi đến khán giả bài gì ở Phú Yên nữa, bài ca khúc thứ hai này? Dạ, Hô Hoàng trên cỏ xanh ạ. Hô Hoàng trên cỏ xanh. Dạ. Rồi một ca khúc rất là quen thuộc khi nhắc đến Phú Yên. Xin mời Tuyền thể hiện ạ. Dạ.
quá là tuyệt vời cả nhà ơi. Vâng, nãy giờ quý khán giả bên Cực Phú Yên Vlog thấy tài năng của em Tiền là sao ạ? Mới 18 tuổi thôi nha cả nhà, nhưng mà đây là một cái tài năng Phú Yên được mang đến cho quý khán giả. Tiền, như em chơi được tổng cộng bao nhiêu bài hát ạ? Dạ em chơi là 27-28 bài ạ. 28 bài? Dạ. Nãy giờ đến với khán giả là mới chỉ 2 bài rồi, thì cái thời gian nó có hạn á. Dạ. Thì nếu có nhân duyên thì anh sẽ gặp lại em trong các tác phẩm tiếp theo. Dạ. Bây giờ em cùng chào tạm biệt đối với khán giả bên Cần Phim Vlog ạ. Dạ. Xin chào mọi người nha.